Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Mậu Tý năm 2020 trong năm Canh Tý. Dù là năm tuổi nhưng vận trình của con giáp này vẫn khá là tốt, sự nghiệp học hành thì tăng tiến, tài lộc cũng không tồi. Duy có tình duyên và sức khỏe là không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn luận giải về tử vi. Tổng quan tử vi tuổi Tý năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là tích lịch hỏa, có ngày sinh từ mùng 7 tháng 2 năm 2008 đến ngày 25 tháng 1 năm 2009. Năm 2020 này người tuổi Mậu Tý phạm thái tuế. Trong năm thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác. Con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Để hóa giải thái tuế, từ xưa tới nay ông cha ta vẫn sử dụng thái tuế phù dán trước cửa nhà. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Mậu Tý và thái tuế đồng vượng, dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn hoặc là sống quá thực tế, tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm. Ngoài ra phạm thái tuế luôn là điềm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như là thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi 2020 của tuổi Mậu Tý, con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Mậu Tý nên đa phần điềm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy may mắn xin nhắc lại, tuổi Mậu Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả, cũng cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Phải ghi nhớ hãy luôn mang theo bên mình phù thái tuế để được bình an và may mắn quanh năm. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xét về phương diện học hành, cuộc sống trong năm 2020, về việc học hành đối với tuổi Mậu Tý không được tốt, tất cả các môn học đều không đạt được điểm cao vì không tập trung vào công việc học hành. Cung đặt mệnh tử vi nam Mậu Tý năm 2020 có các sao Phượng Các, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui. Tuy nhiên thì về bản mệnh năm nay cũng có sự thao nhãng về việc học hành, chủ yếu là ăn chơi. Cung nhị hợp tử vi của tuổi Mậu Tý năm 2020 nam mạng có các sao Thiếu Âm, Hồng Loan, Hỷ Thần Tử. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui về hỷ tín hay là thêm người. Cung tam hợp tử vi Mậu Tý 2020 nam mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Phục Binh, Thai, Thiên Gốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì cũng báo trong năm nay gia đình có người già ốm đau và có tang. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý, cần chú ý về chứng ngộ độc do ăn uống hay là bệnh tật tiêu hóa không được tốt. Cung đặt mệnh tử vi nam Mậu Tý năm 2020 có các sao Phượng Các, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui. Tuy nhiên về bản mệnh năm nay cũng có sự sao nhãng về việc học hành, chủ yếu là ăn chơi mà sinh ra ốm đau. Cung xung chiếu tử vi tuổi Mậu Tý nam mạng 2020 có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Tử Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về gặp thị phi ra ngoài, chú ý miền sông nước, hạn chế ăn uống. Xét về phương diện tài lộc tiền bạc, đối với tuổi Mậu Tý năm Canh
Canh Tý tiền bạc chưa làm ra được nhưng cũng chi tiêu nhiều vào các công việc ăn uống và chơi bời. Kết luận tử vi tuổi Mậu Tý 2020 năm mạng ra sao? Đối với tuổi Mậu Tý thì năm Canh Tý là một năm tương đối bất lợi vì không được hưởng thiên thời và địa lợi, cho nên ảnh hưởng đến việc học hành, sức khỏe không được tốt, có bệnh về đường tiêu hóa. Nam Mậu Tý những tháng có vận số tốt là tháng 1 và tháng 4 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Luận tử vi tuổi Mậu Tý năm 2020 nam mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 gặp nhiều chuyện vui, tuy nhiên nên chú ý ăn uống, đi lại cẩn thận. Tháng 2 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, chú ý lời ăn tiếng nói khi ra ngoài. Tháng 3 trong gia đình có người thân ở xa về. Tháng 4 chú ý sức khỏe không được tốt, ốm đau bệnh tật lâu khỏi. Tháng 5 chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, trong nhà có người già ốm đau. Tháng 6 có tin vui trong họ hàng, anh em, bạn bè hay là thêm người thân. Tháng 7 ra ngoài chú ý tai nạn về sông nước, việc học hành không được tốt. Tháng 8 tiền bạc có sự hao tán nhiều, có người phá hoại sau lưng. Tháng 9 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên về phần sức khỏe không được tốt. Tháng 10 chú ý sức khỏe không được tốt hay là đi đứng phải cẩn thận. Tháng 11 có lộc do người khác đưa tới, tuy nhiên chú ý các con vật cắn. Tháng 12 có tin vui trong họ hàng, anh em và gặp được người mong muốn. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Mậu Tý năm 2020 nam mạng là một năm có nhiều sự thay đổi về học hành và tiền bạc tiêu pha nhiều. Ngoài ra trong năm cần chú ý bệnh tật xe cộ, đi lại cẩn thận. Bệnh tật thì do ăn uống mà ra. Trong năm nay chú ý gia đình có người già đau ốm, có tang trong họ hàng, anh em, bạn bè. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến nữ mạng. Về phương diện học hành, năm 2020 việc học hành đối với tuổi Mậu Tý không được tốt do mảng chơi và học theo các bạn bè, cho nên việc học càng ngày kết quả càng không cao. Xét về phương diện sức khỏe, năm 2020 cung nhị hợp của tử vi tuổi Mậu Tý nữ mạng 2020 có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn của gia đình không được tốt, sức khỏe của người thân trong gia đình kém. Cung tam hợp tử vi tuổi Mậu Tý 2020 nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Vi Liêm, Bệnh, Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn đưa tới, ra ngoài thì chú ý, xe cộ cẩn thận. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm 2020 thì chú ý về tay chân, đi lại cẩn thận, có tì vết để lại ở tay chân. Xét về phương diện tài chính tiền bạc, đối với tuổi Mậu Tý, tiền bạc chưa biết cách làm ra nhưng lại có sự tiêu pha rất là nhiều. Đôi khi còn dùng tiền bạc để vào việc, đôi khi còn dùng tiền bạc để chi tiêu vào việc trang điểm. Đối với tuổi Mậu Tý, tiền bạc chưa biết cách làm ra nhưng có sự tiêu pha rất là nhiều. Đôi khi còn dùng tiền học để vào tiền tiêu. Đối với tuổi Mậu Tý, tiền bạc chưa biết cách làm ra nhưng có sự tiêu pha rất là nhiều. Đôi khi còn dùng tiền học để chi tiêu vào việc trang điểm ăn chơi. Cung đặt mệnh tử vi Mậu Tý 2020 nữ mạng có các sao Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Điệu Võng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có sự sửa sang hay là mua sắm đồ vật trong nhà, chú ý cẩn thận mất mát của cải. Cung xung chiếu tử vi tuổi Mậu Tý nữ mạng năm 2020 có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về học hành không được tốt, ra ngoài chú ý miền sông nước cẩn thận. Kết luận tử vi Mậu Tý năm 2020 nữ mạng, đối với tuổi Mậu Tý trong năm 2020 là một năm việc học hành không được tốt, cần phải tập trung nhiều thì mới có được một tương lai tốt đẹp. Nữ Mậu Tý những tháng có vận số tốt là tháng 2, tháng 8 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 5, tháng 11 âm lịch. Luận tử vi Mậu Tý năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên nên tập trung vào việc học. Tháng 2 có tin vui trong họ hàng, có cưới xin, công việc của mẹ gặp nhiều may mắn. Tháng 3 có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, tuy nhiên nên chú ý máu huyết. Tháng 4 mọi việc đều bình thường, tuy nhiên ra ngoài chú ý sức khỏe. Tháng 5 có người nói xấu sau lưng và có nhiều chuyện buồn phiền suy nghĩ. Tháng 6 ra ngoài gặp được nhiều bạn bè, chú ý có người nói xấu sau lưng. Tháng 7 việc học hành không được tốt, tháng này đi xa thì lưu ý cẩn thận. Tháng 8 được hưởng âm phúc của tổ tiên cho nên gặp hung thì hóa cát. Tháng 9 gia đạo có sự bất hòa, ra ngoài chú ý tai nạn xe cộ cẩn thận. Tháng 10 có chuyện vui đưa tới trong tháng này, tuy nhiên chú ý về học hành. Tháng 11 công việc làm ăn của mẹ có sự thay đổi và không được tốt. Tháng 12 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều và kết quả học tập cũng không được tốt. Tóm lại,
Đối với tử vi tuổi Mậu Tý năm 2020, nữ mạng là một năm cũng không được may mắn cho lắm, mặc dù gặp được nhiều bạn bè. Tuy nhiên vì gặp nhiều mà sinh ra chơi bời làm ảnh hưởng tới việc học và kết quả không cao. Ngoài ra trong năm nay chú ý công việc của gia đình có người phá hoại hay trong nhà có sự sửa sang nơi ở về phần mộ của tổ tiên. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Mậu Tý Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục và hoàn thiện nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau.